đông đúc ấy. Nhiều bác vẫn hay hỏi bên em là vẫn chưa biết địa chỉ bên em ở đâu thì đây nhá bác ơi, các bác ơi. Ở phủ lộ Sóc Sơn Hà Nội luôn các bác ạ. Thì bọn em có định vị ở trên Google Maps đấy, các bác chỉ việc tìm là máy nông nghiệp Hải Sơn ở trên Google Maps là sẽ có định vị và có chỉ đường đến tận nơi nhá các bác ơi. Thì đây chính là biển của công ty em đây. Gian Ma đại lý chính thức đây nhá các bác ơi. Nay em sẽ quay một em nhỏ nhỏ xinh xinh ngoài này cho các bác xem luôn. Đó. Em Bucha B1 17 mã lực. Em này cũng là dòng mới về luôn. Mới về công hôm 19 tháng 4 luôn nhá. Lắp phay sẵn sàng, phay và tức là cái phay nó theo máy luôn thì mà em lắp sẵn rồi đây. Đây. Đầu của nó này. Bucha B1 17. Công mới về luôn nhá các bác ơi. Dấu hiệu của nó đây được kiểm định sẵn sàng rồi đây. Tem này. Tem chuẩn hai tem luôn. Hai tem của nó chuẩn luôn nhá. Nó ký hiệu đây các bác này. HA gọi là HA 22 chữ 2 này. Phay theo máy luôn nhá các bác nhá. Đó. Đây. Phay theo máy luôn. Phay mét 3 theo máy luôn. Máy kèm phay, mua máy được phay, mua phay được máy luôn nhá các bác nhá. Đó. Em này xịn xò lắm. Hai cầu luôn. Máy nhỏ nhưng mà hai cầu luôn. Phù hợp cho các bác làm nông trại này. Làm diện tích nhỏ lẻ gia đình này, phục vụ gia đình là chủ yếu này. Máy vừa mình mua sử dụng đỡ lãng phí ấy. Sử dụng vừa đủ công suất mà nó nhanh thu hồi vốn nhá các bác ơi. Đó. Lốp bãi luôn này các bác ơi. Nó bị nứt. Lốp chưa bị nứt rồi. 500-12 nhá các bác ơi. Lốp 5-12, 500-12, 500-12 đó. Nứt. Nứt nhỏ. Nứt rồi. Nứt sau thì còn đẹp hơn này. Không nứt, không gò cao luôn này. Đó, sẽ nứt sau không sửa. 8.3 chữ 22 đó các bác ơi. Lốp sau của nó chỉ bằng những lốp trước của những con máy to thôi. Đó. Các bác phải biết là cái độ nhỏ nhắn xinh xắn của nó như nào. Chuẩn Nhật bãi này. Nói chung là vẫn đầy đủ các công dụng cày bừa kéo sới luôn nhá các bác ơi. Đó. Cầu này. Cầu rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn thiết kế trông xịn sò chưa? Cực kỳ xịn sò luôn ấy các bác ơi. Đó. Mới về lắp ráp nguyên luôn. Mà mấy cái em nhỏ nhỏ như này thì cũng chỉ phù hợp với cái riêng cái phanh nhỏ này là về riêng phanh riêng cho nó luôn. Dành riêng cho những em nhỏ này kéo luôn này. Cầu rất đẹp lắm. Xem có nhờ bạn nào đánh ra ngoài nữa không. Đây. Em nhờ bạn này đánh lên cho các bác xem thử nhá. Đó. Khói. Đây ống khói của nó đằng trước này. Khói đằng trước đây. À đây đây, ra đây để. Đây. Nâng lên hạ xuống cái phay cho nó quay cái phay đi được. Nói chung là máy nhỏ thôi nhưng mà nó đầy đủ luôn. Vẫn cày vừa kéo sới thoải mái luôn. Xịn lắm. Xịn nhỉ. Phay này phay tầm mét mấy? Phay này tầm mét 3 nhá các bác ơi. Phay mét 3. Giờ nhỏ nhỏ ngắn ngắn này dành riêng cho cái phay máy nhỏ đấy. Đấy. Đây để bạn test thử nâng lên hạ xuống cho các bác. Quá đẹp, em này đẹp quá. Nét căng luôn đấy. Cái dàn phay của nó đi theo cũng đẹp luôn đấy. Dàn phay chuẩn theo máy luôn này, tại vì cái chữ HA để dành riêng cho máy nhá. Đây, HA của đây, dành cho máy đây. Thank you.
sau đẩy nó vào là được đúng không? Thôi thôi thôi, im để giới thiệu đã. Rồi để lui lại đã. Ê, Bình Nguyên từ Nhật về đây đúng không? Quá là xịn luôn. Máy 3 máy nhá các bác ơi. Hai cầu 3 máy luôn. Đây. Các bác nhìn rõ không? Máy 3 máy luôn. Đây này. Bình ắc quy từ Nhật về vẫn chạy cực tốt luôn này. Đây. 3 máy ở đây thì nhìn sẽ rõ hơn này. Đó. Bay đẹp quá, đẹp. Đẹp luôn ý. Rồi, em sẽ đóng nó lại nhá. Nắp bình dầu, nắp két nước này. Đấy. Nguyên luôn. Chà. Ống khói đấy. Ống khói luôn này. Đó. Đây. Phần chỗ ngồi nhá. Chỗ ngồi cũng rất là rộng rãi luôn. Nhỏ, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà vẫn thiết kế rất là phù hợp luôn này các bác này. Chỗ ngồi rất là vừa vặn rộng rãi. Lắp bình dầu ở đằng sau này nhá. Bình dầu nó sẽ ở đằng sau. Bên trên lúc nãy là cái nắp két nước. Đó. Số này, số chính 4 tốc độ này. VTO đây. VTO đấy, phanh. VTO 3 số nhá các bác ơi. 1, 2, 3 đấy. 3 số đây này. Đây này, rất là đầy đủ chi tiết luôn ấy. Tem không thiếu một cái dây tem gì luôn này các bạn này. Đó. Máy móc rất là xịn sò. Lên đây cho bác xem. Gương theo máy luôn. Đó. Điện này. Đẹp chưa? Đẹp chưa các bác ơi? Em này không mua thì mua em nào nữa đây? Phay, phay gọi là gần như mới luôn, phay bãi gần như mới luôn. Đó, dành riêng cho con phay này kèm máy, máy kèm phay. Tại ý là nó sẽ dành riêng cho nhau luôn, bởi vì nó ký hiệu từng chữ ấy. HA này các bác, HA2 này, HA2 này, dành riêng cho nó luôn này. Đó, để mình không bán lẫn nhá. Đây các bác ơi, nhìn cái bộ đằng sau của nó. Em chưa quay đằng sau cho các bác đúng không? Đấy, đằng sau nó lắp phay sẵn sàng luôn này. Tại vì nó lắp phay rồi nên là quay nó cũng rất là khó. Thì rất là khó quan sát. Mình quan sát từ xa này vậy. Đó. Phay sẵn sàng cho các bác luôn. Đằng sau này, cụm đèn đầy đủ luôn này. Đó. Phay kèm cả bánh bơi luôn. Đấy, toàn bộ của nó đây. Toàn bộ đây nhá. À đây này, lúc nãy em chưa nhìn thấy chữ. 1.300 3 là phay mét 3 nhá các bác ơi. Đó. Các bác để ý nhá. Rồi. Lúc nãy em nhìn ngược em tưởng nó là cái ký hiệu là phay cơ. Hóa ra là có thông số đấy, thông số của phay đấy. Đó, toàn bộ của nó đây nhá. Mà giá của nó cực đẹp luôn. Đó các bác ơi, một em máy 17 mã lục, hai cầu luôn mà kèm phay luôn này. Phay này, phay chuẩn hãng luôn mà. Phay theo máy, phay xịn luôn ấy. Thì nó cũng chỉ vào tầm mấy chục thôi. Mấy chục triệu thôi. Dành cho các bác nào nhanh tay nhất nhá. Chỉ có một em duy nhất thôi. Một em B17 này duy nhất thôi. Mới về duy nhất thôi. Đó. Các bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp bên em báo giá cụ thể cho nhá. Em sẽ để giá, bác nào hỏi em sẽ báo giá cho các bác sau. Đó. Máy quá đẹp luôn các bác ơi. Rồi. Em xin kết thúc video tại đây nhá các bác ơi. Hẹn gặp lại các bác ạ. Xin chào các bác nhé.